Xin chào mọi người và nhất là các em trai em gái tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988. Đây là video clip mình sẽ chia sẻ với các em về cái vận hạn 6 tháng cuối năm canh tí năm 2020 đối với tuổi của các em. Một trong những cái tuổi mà năm nay có cả nam lẫn mà nữ bạn đều có những cái sao không có tốt đẹp cho lắm. Với nam là sao Vân Hớn và nữ là sao La Hầu. Hai cái sao này chủ về rối rắm và nặng tay, công việc làm ăn thì khó khăn, cao lắm chỉ được cả mức trung bình thôi. Cho nên là dù nó có thuận năm về địa chi, thân tí thìn tam hợp, tuy nhiên là từ đầu năm tới bây giờ, phải nói chính xác là tới hôm nay là mùng 6 tháng 6 rồi, thì không có gì là khả quan. Người Mậu Thìn không bị rối rắm ở trong công việc thì tình cảm cũng không mấy gì là tốt đẹp cho lắm, dù rằng được năm tam hợp. Thôi thì bây giờ mình sẽ phải tổng hợp lại cái phần tử vi của cả năm này đối với tuổi của các em, sau đó mình sẽ đưa vào cái vận trình 6 tháng còn lại của năm canh tí năm 2020, báo hiệu rằng sẽ có nhiều cái tín hiệu tích cực ở phía trước. Rồi đầu tiên thì các em là người mệnh mộc, gặp năm thổ là mộc khắc thổ, bổn mạng bị bổn mạng khắc năm, bổn mạng và sức khỏe có phần là suy hao. Khi mà bổn mạng sức khỏe mà bị khắc năm như thế này thì có thể là không có bị bệnh nạn mà đến mức là nguy nan tới bổn mạng của mình, tuy nhiên là nó bị suy hao. Mà khi mà bổn mạng bị suy hao thì phúc tinh và tài tinh ở trong mạng của mình nó sẽ yếu đi, phá và bại tinh nó sẽ hoàn thành. Ví dụ như cả nam thì cái Vân Hớn này, một ngôi sao hình hỏa này, nó sẽ làm cho người mệnh mộc bị suy hao rất là nhiều. Rồi là sao La Hầu cũng thế thôi, nó đem đến rối rắm và ốm đau cho người nữ mạng. Hạn của năm thì nam mạng thì hạn Thiên La, chủ yếu về tinh thần bất an, lo lắng ở trong công việc. Còn nữ mạng thì hạn Diêm Vương, cẩn thận bệnh đường máu huyết. Nhất là những em nào mà sinh nở trong năm này thì hơi khó khăn một tí xíu, cẩn thận nha. Rồi thiên can thì là Mậu, canh là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Nạp âm của Mậu là thổ mà canh là kim, cho nên có thể nói là nạp âm ngũ hành là tương sinh. Có thể nói khó khăn công việc nhưng mà tài lộc vẫn sinh nhưng không quá lớn. Vận niên thì lại là vận niên không tốt đẹp, cả nam lẫn nữ thì đều là vận niên mãn ngộ đau, ngựa trúng thương, một cái vận niên là thấy không êm rồi. Rồi địa chi như đã nói, thân tí thìn, người tuổi thìn gặp năm tí là thuộc nhóm tam hợp của địa chi. Người ta nói tam hợp của địa chi thì may mắn cho tình cảm gia đạo. Đối với các em mà Mậu Thìn mà còn đang độc thân chữ Mậu hoặc là đã ly thân thì năm nay là năm rất dễ có được cái sự đào hoa và hồng loan, tiến đến hôn nhân và tiến đến con người kế bên của mình. 31 bước qua 33 bước lại thì cũng đã ngấp nghé rồi, sắp hết rồi, hy vọng là điều này là tốt đẹp ha. Rồi đó là những chưa chắc lại thôi, chứ còn mình đã làm ở trong cái vận 6 tháng đầu năm cũng như cái tử vi đầu năm về cái việc này rồi, thì bây giờ mình sẽ vận vào cái những tháng còn lại của năm canh tí năm 2020. Tháng đầu tiên mình nói đến đó là tháng Dậu Thìn, tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn đối với người Phật giáo. Tháng này là một tháng thủy, thủy thì sinh mộc, bổn mạng tương sinh, sức khỏe và bổn mạng tốt, phúc tinh và tài tinh vì thế cũng được hưởng lợi mà phát huy, phát huy cho với cái năm này thôi, chứ còn không phải phát huy giống như những cái năm mà mình được tương sinh bổn mệnh, ví dụ như là năm thủy ha. Rồi thiên can thì không tốt đẹp cho lắm, với chữ giáp của giáp thân khắc chữ Mậu, thiên can này khắc tháng, công việc cẩn thận nhiều khó khăn, dễ lâm vào bế tắc. Đặc biệt nam mạng của tuổi này rất dễ đáo tụng đình, bị pháp luật, cho nên là tháng này công việc không ngay không thẳng thì né khỏi làm ha, đừng có một phút mà dùng tóc bất đạt. Đó là những gì mình nói. Nữ mạng thì rối rắm, sao La Hầu mà rối rắm hơi tệ một tí xíu, nhưng mà cũng không đến nỗi nào là không có cái sự thuận lợi. Rồi địa chi thì
người tuổi thần gặp tháng thân của năm Tý, thân Tý thần tam hợp của tháng, gọi là thuộc nhóm tam hợp thân Tý thần, thì dấu hiệu đây là cũng nhiều sự may mắn, không chỉ cho gia đạo tình cảm đâu, mà nó còn ảnh hưởng ngược lên công việc. Nam mạng nếu gặp chuyện bế tắc sẽ dễ gặp quế nhân giúp đỡ mà vượt qua cái sự khó khăn, đặc biệt là nữ mạng đối với mậu thìn ha. Như vậy thì cái tháng giáp thân chỉ được tốt ở bổn mạng và gia đạo, còn cái phần về công việc thì phải cực kỳ cẩn thận. Tháng cô hồn thì nó có nhiều chuyện phức tạp xảy ra lắm, đặc biệt là người mậu thìn. Tuy là thần mang trực dương, con rồng là canh cái cửa thiên đường, canh chùa, canh đồ, nói chung là cái chỗ nào có dương khí nhiều thì con rồng hay canh, nhưng mà tháng thì là tháng cực âm, cho nên là cẩn thận nha mấy em trai em gái tuổi mậu thìn, đặc biệt là trai nha. Rồi tiếp theo đó là tháng 8 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020, mà tháng 8 là tháng trung thu cũng như là tháng tên là Ất Dậu. Tháng Ất Dậu này tiếp tục là một tháng thủy. Như vậy thì xét về tuần mạng là thủy sinh mộc, bổn mạng sức khỏe ổn. Khi mà bổn mạng sức khỏe được tương sinh như vậy này á, thì phúc tinh và tài tinh ở trong mệnh của mình nó sẽ phát huy cái tác dụng. Trong cái cung mệnh của người mậu thìn nữ mạng á, thì có giải thần, trong cung tam hợp có giải thần và phượng cát, thì hy vọng rằng là nhờ cái tương sinh này, giải thần và phượng cát nó phát huy tác dụng mạnh nhất và khống chế cái sự khó khăn của mậu thìn. Mậu thìn sẽ cái sự khó khăn của cái sao la hầu nó đem lại, thì lúc đó thì mình sẽ tốt đẹp hơn. Rồi thiên can Ất Mậu thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Ok, tốt. Công việc thì không có vấn đề gì, công việc tài lộc thì tốt đẹp hơn tháng 7 rất là nhiều, hanh thông hơn, thuận lợi hơn, không gặp việc xấu nữa. Địa chi Dậu với thìn. Dậu thìn là lục hợp, thuộc nhóm địa chi lục hợp. Đây là dấu hiệu của nhiều may mắn, nhất là cho việc tình cảm. Nhưng mà khi mà có lục hợp thì nó sẽ tương sinh ngược trở lại cho cái trụ thiên can, cho nên là tài lộc công việc rất dễ hanh thông, đi làm việc gì thì cũng có người giúp đỡ mà mọi việc nó tốt đẹp. Như vậy là phần địa chi của tháng 7 và tháng 8 là khá tốt, thậm chí tháng 8 còn tốt hơn tháng 7 vì không bị thiên can tương khắc, đúng không? Như vậy thì tháng 8 là một tháng khá là ok khi mà được bổn mạng được tương sinh này. Địa chi thì thuộc nhóm lục hợp, thiên can thì không có xung không khắc gì cả. Như vậy là tháng 8 là một tháng cũng ngon á. Có ba cái thì hai cái là tương sinh hết rồi, một cái tương sinh, cái lục hợp, còn cái bình thường thì rõ ràng là tốt đẹp. Tiếp tục là tháng 9 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020. Tháng này là tháng Bính Tuất. Tháng Bính Tuất thì thuộc thổ. Như vậy người thì tháng thổ của năm thổ, người thì mệnh mộc, cho nên là mộc khắc thổ của tháng, mộc khắc thổ của năm luôn. Thì người ta nói bổn mạng khắc tháng, cẩn trọng bổn mạng và sức khỏe bị suy hao, phúc tinh và tài tinh vì thế tiếp tục bị suy giảm cái sự tác dụng của mình, cái sự chống đột phá của mình lại đối nhận phá với bài tinh. Thì như rõ ràng như vậy thì cẩn trọng bệnh và nạn nhưng mà nhẹ, như đã nói ha. Từ mậu thìn thì cũng khá là dai mạng, cho nên là khó đi ạ. Rồi thiên can Mậu Bính thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Nạp âm của Mậu là thổ và Bính là hỏa, như vậy là nạp âm ngũ hành của thiên can là tương sinh, hỏa sinh thổ, người ta nói là tốt cho tài lộc và có sinh tài lộc nhưng mà không quá lớn, đừng có mong cầu nhiều ha. Địa chi thì cực kỳ không tốt. Vì sao? Vì thìn tuất sửu mùi, thìn tuất là thuộc nhóm lục xung sát nhau trong cái bộ tứ hành xung. Đây là cái bộ tứ hành xung thuộc thổ. Thìn tuất sửu mùi gì đều là thổ cả, cho nên là gia đạo tình cảm có thể là có nhiều buồn phiền. Nữ mạng thì cẩn thận thị phi tai tiếng, lời ăn tiếng nói nha, coi chừng bị chửi oan đó nha, cẩn thận nha. Rồi đó là tháng 9. Tiếp tục là tháng 10. Tháng 10 là tháng Đinh Hợi. Tháng Đinh Hợi tiếp tục là một tháng thổ. Như vậy bổn mạng và xét về tụ mạng thì không có khác gì với tháng 9,
khi mộc tiếp tục khắc khổ của tháng và mộc tiếp tục khắc khổ của năm. Như vậy bổn mạng và sức khỏe sẽ suy giảm, cẩn trọng bệnh nặng nhẹ, đặc biệt là phúc tinh và tài tinh bị suy yếu đi thì cẩn thận những cái sự hoành hành của cái sao chủ vân hấn đối với nam và là hậu đối với nữ. À rồi, thiên can thì cũng khá giống với tháng 9. Vì sao? Vì chữ đinh thì nó khá giống chữ bính về tập âm ngũ hành mà hỏa. À, đinh với mậu thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi rồi. Nạp âm của đinh và bính thì cũng là hỏa. À, tương sinh ra chữ mậu là thổ. Như vậy nạp âm ngũ hành là tương sinh, có thể có tài lộc nhưng không lớn nha. Rồi, địa chi hợi thìn. À, một số sách thì viết rằng tự chủ bình hỏa không hình hại không xung khắc nhau. Nhưng cũng có một số sách viết rằng đây là cặp địa chi tứ tuyệt. Mà mình thì thấy rằng cặp địa chi này tứ tuyệt, nó có những cái điều tuyệt diệu ở trong cái khung địa chi này. Cho nên là nó có thể nhẹ hơn lục xung ở tháng 9. Nhưng mà tháng 10 này thì gia đạo tình cảm cũng chưa chắc gì đã là yên đâu. Cho phải cẩn thận, đặc biệt là tùy vào cái phúc của mình mà có cái những cái chuyện tốt hay xấu ở trong công việc và gia đạo. À, nếu như là mình thì mình thà đề phòng, thà phòng hơn chữa, cho nên là cẩn thận coi chừng có người trong công việc đâm sâu lưng, đâm bị móc thọc bị gạo ha, nhớ cẩn thận. Rồi tiếp đến đó là tháng 11 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020, tháng Tý của năm Tý, mà tháng này là tháng Mậu Tý, thì Mậu Tý thì thuộc hỏa. À, như vậy xét về mệnh là mộc sinh hỏa, bổn mạng bị sinh xuất tháng, bổn mạng và sức khỏe bị suy hao, cẩn trọng những cái bổn mạng và sức khỏe của mình. À, bổn mạng của năm thì bị tương khắc và bổn mạng tiếp tục bị sinh xuất. À, thì sinh xuất với vậy mình khắc năm thì sinh xuất nó nhẹ hơn ha, cho nên là cũng không có quá gì phải suy nghĩ đâu. Thiên can mậu của Mậu Thìn và mậu của Mậu Tý là đồng hạn, cho nên là công việc tài lộc của tháng này là không có vấn đề gì, không có bị chống phá, không có bị ấy êm đềm mà trôi qua đó. Rồi địa chi Tý Thìn, thân Tý Thìn. À, người mình tuổi Thìn gặp tháng Tý của năm Tý là tam hợp thân Tý Thìn. À, dấu hiệu của nhiều may mắn cho cả chuyện gia đạo tình cảm và công việc làm ăn. Có thể tháng này cũng có thể là mình xui thì mình gặp và cái sự chống phá, nhưng mà cuối cùng mình vẫn có người mách bảo với mình, tức là quý nhân mách bảo với mình, à mình đang bị chống phá, à mà thế này thế kia, đó là giúp đỡ mình, không quý nhân giúp đỡ trong công việc. À, tốt. Rồi đó là tháng 11, bây giờ là tháng cuối cùng của năm Canh Tý năm 2020. Tháng cuối cùng của năm Canh Tý năm 2020 là tháng Kỷ Sửu. Tháng Kỷ Sửu thì tiếp tục là một tháng hỏa. À, như vậy thì xét về trụ mệnh, mộc sinh hỏa, bản mệnh bị sinh xuất tháng, bổn mạng và sức khỏe bị suy hao, cẩn trọng bổn mạng và sức khỏe, phúc tinh và tài tinh vì thế bị suy hao nhưng nhẹ, có thể là cũng còn có sức để chống lại cái phá và bại tinh vân hớn đối với nam và là hậu đối với nữ. Thiên can mậu kỷ thì đồng hàng, không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên có thể nói tháng 12 mọi thứ ổn, không vấn đề. Rồi địa chi Thìn gặp Sửu, người tuổi Thìn gặp tháng Sửu, người ta kêu là Thìn Tuất Sửu Mùi, ha, Thìn Tuất Sửu, cho nên là thuộc cái nhóm địa chi tứ hành xung, mà nó bị cắt ra con Sửu rồi, cho nên là cái sự xung khắc nó cũng nhẹ thôi. Gia đạo tình cảm chắc là cũng không quá gì có những chuyện xui rủi quá lớn, nhưng nữ mạng tiếp tục là có sao la hầu lại bị sinh xuất, cho nên là cái sao la hầu này nó sẽ phát huy tác dụng mạnh hơn, vì giải thần của các em bị sinh xuất cho nó yếu đi, cho nên là cẩn thận lời thị phi tai tiếng nha. À, như vậy thì mình đã tổng hợp và chia sẻ đến các em Mậu Thìn, nam lẫn nữ mạng, cái vận hạn của 6 tháng cuối năm Canh Tý năm 2020. Bên cạnh những mặt tích cực thì cũng có những mặt không tốt đẹp ở trong các tháng như là tháng 7 và tháng 9. Một chút của tháng 10 thì các em nên cẩn thận một tí xíu để có được những cái thành công nhất định ở trong cái tuổi của mình. Nếu như mọi người xem video thấy hay, xin bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Mậu Thìn biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Phong Thủy và Cuộc Sống cũng như Tử Vi và Cuộc Sống, xin mời bấm đăng ký ở bên dưới.
để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của mọi người hoặc là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.